Cà chua là cây trồng khá phổ biến ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề cây giống nhiễm bệnh cũng là nỗi lo của không ít bà con nông dân. Vì vậy mà mới đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương đã được giao triển khai các biện pháp phòng trừ virus nhiễm bệnh trong các vườn ươm cây giống cà chua trên địa bàn. Theo đó, hai cơ quan này hướng dẫn các vườn ươm cây giống cà chua gia cố nhà kính bằng lưới ngăn côn trùng, công nhân ghép cây trong phòng kín và các dụng cụ dao ghép, vỉ xốp phải được khử trùng thường xuyên. Định kỳ làm sạch cỏ, kiểm tra mật độ bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù xanh, rầy rệp lan truyền virus để sử dụng các hoạt chất phòng trừ như thiamethoxam, ciproteram và dinotefuran. Được biết, trước đó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã lấy 33 mẫu ngọn ghép và hạt giống cà chua của 25 vườn ươm trên địa bàn huyện Đơn Dương, kết quả phát hiện 5 mẫu nhiễm virus TOMV và TILCV. Đồng thời qua phân tích 22 mẫu giống cà chua ghép còn xác định 7 mẫu nhiễm virus TOMV.